Thưa quý vị, trong thời gian qua, nhiều người sử dụng Facebook bị kẻ xấu đánh cắp tài khoản, sau đó giả danh để thực hiện hành vi lừa đảo, thậm chí là tống tiền, nhất là đối với những tài khoản mạng xã hội Facebook của người nổi tiếng hay là của các trang giao dịch mua bán. Phóng viên bản tin tài chính tiêu dùng đã tìm hiểu giải pháp khắc phục tình trạng này. Những đường link giả mạo đánh cắp tài khoản như thế này không còn phải là điều xa lạ với cư dân Facebook. Tài khoản mất, bạn bè bị lừa tiền và có những người thì bị uy hiếp đòi tiền chuộc. Chiêu thức lừa đảo vẫn cứ tiếp tục làm hoang mang cư dân mạng. Vậy làm sao để có thể kiểm soát tình trạng này? Trao đổi với chuyên gia an ninh mạng. Mọi người sử dụng mà không nên bấm vào những cái đường link chúng ta nhận được mà chúng ta không rõ nguồn gốc. Và trong trường hợp cần phải vào những đường link đấy thì tốt nhất là chúng ta cần phải tự gõ cái địa chỉ đó vào trên cái thanh địa chỉ của trình duyệt, về kiểm tra xem là trên thanh địa chỉ có cái chữ là HTTPS là chữ Facebook hay không. Nếu mà không phải cái dòng chữ Facebook.com và không có chữ HTTPS như vậy thì đấy, khả năng đấy chính là một cái trang web giả mạo. Còn nếu chẳng may tài khoản của bạn bị đánh cắp, hãy làm theo các bước sau. Trước tiên bạn cần đăng nhập vào Facebook và nhập chính xác password cũ của mình. Vì mật khẩu đã bị đổi nên Facebook sẽ thông báo và cấp cho bạn một đường link để tạm khóa tài khoản. Sau đó Facebook sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân đính kèm một hình ảnh giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái xe để kiểm tra. Và trong khoảng 10 phút, Facebook sẽ gửi email về địa chỉ liên lạc bạn vừa nhập để xác thực và hướng dẫn lấy lại Facebook. Sau một giờ, Facebook sẽ gửi một email thông báo bạn đã xác nhận danh tính thành công. Đến đây, bạn đã hoàn tất các bước để lấy lại tài khoản Facebook của mình. Tuy nhiên, với người sử dụng không khai báo thông tin thực, thì tài khoản sẽ hoàn toàn bị khóa. Đối với những người sử dụng mà cung cấp cái tên không đúng như cái thông tin về tên trong các giấy tờ tùy thân của mình, thì trong trường hợp này thì sẽ không lấy lại được cái tài khoản Facebook. Như vậy, để bảo vệ an toàn cho các tài khoản trực tuyến của mình, người sử dụng nên định kỳ thay đổi mật khẩu và tốt nhất là bạn không nên sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản dịch vụ trực tuyến khác nhau.